Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều qua sách và bài tập tuần 15, ôn tập giữa học kỳ 2, tiết 1. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1, đọc và làm bài tập Bù nhìn rơm. Rồi, trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Bù nhìn rơm. Vào mùa lúa, người ta thường dựng những hình người bằng rơm trên cánh đồng. Đó là những chú bù nhìn rơm. Đầu chúng đội nón lá, mình mặc áo, giang hai tay, lắc qua lắc lại để đuổi chim. Từ chú bù nhìn này qua chú khác có nối một sợi dây. Dưới bụng mỗi chú có một chùm lon, theo Nguyễn Quang Sáng. Câu E. Gạch dưới các bộ phận của câu dưới đây và viết câu hỏi dưới bộ phận ấy. Ai, làm gì, khi nào, ở đâu? Vào mùa lúa, người ta thường dựng những hình người bằng rơm trên cánh đồng. Ở đây người ta gạch mẫu cho các em là từ người ta. Rồi từ người ta là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi ai, ai, người ta. Rồi tiếp theo, vào mùa lúa là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi. Vào mùa lúa là cụm từ chỉ thời gian. Như vậy, đây là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi khi nào. Dựng những hình người bằng rơm, đây là một hoạt động. Như vậy, đây là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi làm gì. Trên cánh đồng là cụm từ ngữ chỉ địa điểm. Như vậy, đây là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi ở đâu. B. Trả lời câu hỏi. Vào mùa lúa, người ta dựng những chú bù nhìn trên cánh đồng để làm gì? Các em dựa vào nội dung bài đọc. Vào mùa lúa, người ta thường dựng những hình người bằng rơm trên cánh đồng. Đó là những chú bù nhìn rơm. Đầu chúng đội nón lá, mình mặc áo, giang hai tay, lắc qua lắc lại để đuổi chim. Rồi như vậy các em dễ dàng trả lời được câu hỏi này. Vào mùa lúa, người ta dựng những chú bù nhìn trên cánh đồng. Các em có thể mở rộng ra là để đuổi sâu bọ và chim hại lúa. Theo em, người ta gắn dưới bụng mỗi chú bù nhìn một chùm lon để làm gì? Rồi các em biết là những chú bù nhìn rơm có nhiệm vụ là đuổi chim và sâu bọ hại lúa. Từ đó chúng ta có thể suy ra, theo em là người ta gắn dưới bụng mỗi chú bù nhìn một chùm lon để phát ra âm thanh dọa sâu bọ và chim hại lúa. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.